14 thanh niên Công giáo đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt vào năm 2011. Tôi thì không được tiếp xúc với Minh Mẫn nhiều, nhưng mà cơ hội tiếp xúc của tôi đó là hôm ở phiên tòa sự. Cảm nhận của tôi về Minh Mẫn là tôi phải thừa nhận rằng rất là mạnh mẽ, tuy là một phần yếu đuối theo phong tục của người Việt Nam, nhưng mà tôi cảm thấy đó là một luồng gió mới cho phụ nữ Việt Nam. Lúc ở phiên tòa thì những câu trả lời của Minh Mẫn rất là chắc chắn. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà tôi có nhớ một vài điểm đáng chú ý. Đó là cái lúc mà Minh Mẫn trả lời phiên tòa thì cô có trả lời rằng vấn đề tôi đứng lên đấu tranh không phải vì tôi lật đổ chế độ, nhưng trước tiên là tôi đấu tranh cho chính bản thân tôi và gia đình. Bởi vì lúc đó cô có liệt kê một số vấn đề là nhà cầm quyền có lấy đất của gia đình cô, và rồi cô sẽ phải đi tị nạn ở Thái Lan, rồi trở về cô mới quyết định đứng lên để đòi lại quyền lợi cho mình và gia đình. Rồi sau đó cô có nhấn mạnh là tôi làm thế này là để bày tỏ lòng yêu nước của tôi. Đó là những cái điểm mà tôi thấy một cô gái đã dám đứng lên tất cả. Rồi tới lúc mà chủ tọa phiên tòa có hỏi Minh Mẫn rằng là cô có vấn đề gì hay là có cần ưu đãi gì trong phiên tòa này không, thì cô có trả lời rằng đó là tôi không có xin giảm án hay là xin tha thứ cái gì, bởi vì tôi không có tội, tòa cho tôi thế nào thì tôi nhận thế đó. Đó là cái cảm nhận của tôi về Minh Mẫn. Tôi trong giây phút này tôi vẫn còn khẳng định rằng cô là một cô gái rất mạnh mẽ và có lòng yêu nước. Tôi xin cảm ơn.